Ngày 28 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam sản xuất ma túy quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram ketamine cùng toàn bộ phương tiện thiết bị nguyên liệu để phục vụ việc bào chế sản xuất thuốc lắc. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây bào chế mua bán trái phép ma túy tổng hợp có tính chất xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh do đối tượng Trí Cá Voi cầm đầu. Qua xác minh, công an xác định khoảng cuối năm 2021, Trí đã móc nối với các đối tượng người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc. Đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng tận nơi để vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Chiều ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trần Hữu Tính sinh năm 1987 diễn viên và Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 1990 làm nghề chỉnh nhạc DJ về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tính 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bị cáo Phi bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022, công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, phát hiện Hữu Tính, Hoàng Phi cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kiểm tra phòng, công an thu giữ 11 viên nén là ma túy. Qua xét nghiệm, Hữu Tính và hai người khác dương tính chất ma túy. Hữu Tính khai từ tháng 4 đến thời điểm bị bắt, Hữu Tính cùng bạn bè thường xuyên tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để bay lắc. Tàn cuộc chơi, Hữu Tính cùng bạn bè đưa ma túy về căn hộ tiếp tục sử dụng. Riêng về số ma túy bị công an phát hiện tại căn hộ, được làm rõ là của Phi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an huyện Đan Phượng bắt nhóm thanh niên độ tuổi từ 16 đến 18 ở quận Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên trú tại huyện Đan Phượng, nên khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 4, Chu Văn Thực sinh năm 2004, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tụ tập khoảng 15 người, rủ nhau đi tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm chuẩn bị khoảng 10 thanh tiếp, có hàng gắn dao phóng heo và dao quắm bằng kim loại dài khoảng 2 mét cùng một két vỏ chai bia bằng thủy tinh, di chuyển về hướng huyện Đan Phượng. Do không tìm được đối thủ, nhóm này liền trút giận bằng cách cứ thấy người Đan Phượng là đánh. Nạn nhân gần đây nhất là nam sinh năm 2002 ở xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, sau khi ăn khuya cùng bạn về đến khu vực bến xe Tân Lập, nạn nhân bất ngờ bị nhóm đối tượng đuổi đánh trên địa bàn xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Chiều ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nghị án vụ bé gái sinh năm 2013 bị bạo hành tử vong vào tháng 12 năm 2021. Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Anh Thơm đại diện cho bị hại tức cháu VA cho biết các trận đòn trước đây là yếu tố cộng dồn gây ra cái chết cho cháu bé và những lần hành hạ trước nhiều lần có cả Thái tham gia. Vì vậy, luật sư đã kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ hành hạ người khác sang tội giết người. Được nói lời sau cùng, bị cáo Thái trình bày trong hơn một năm rưỡi qua, bị cáo rất ân hận và mong muốn hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo sớm được trở về chăm lo cho gia đình và làm người có ích cho xã hội. Bị cáo Thái không tranh luận đối với đề nghị bác kháng cáo của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đề nghị chuyển đổi tội danh từ phía luật sư bị hại. Luật sư của bị cáo Thái cho rằng không có căn cứ xác định thân chủ mình có hành vi phạm tội giết người với vai trò đồng phạm. Sau khi kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử bắt đầu nghị án đối với bị cáo Thái. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, hội đồng xét xử thông báo do vụ án có nhiều tính chất phức tạp, nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài tới ngày 10 tháng 5 mới tuyên án. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng thông báo, do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, đã rút kháng cáo nên không cần trích xuất tới tòa. Chiều ngày 28 tháng 4, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình quay thưởng hóa đơn may mắn kỳ mở thưởng quý 1 năm 2023.
có 14 người mua hàng là cá nhân hộ kinh doanh đã trúng giải. Giải nhất 50 triệu đồng thuộc về nhà thuốc Ngọc Kiều. Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng cho biết chương trình hóa đơn may mắn được tổ chức hàng quý. Người tiêu dùng là cá nhân và hộ kinh doanh khi mua hàng hóa dịch vụ và nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị của chương trình. Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người dân doanh nghiệp lấy hóa đơn điện tử, khuyến khích hộ kinh doanh phát hành hóa đơn điện tử cho người tiêu dùng để đảm bảo quyền lợi cho người mua, người bán. Ngày 28 tháng 4, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin có khoảng 761 chuyến bay đi và đến trong ngày. Dự kiến giai đoạn cao điểm từ 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sẽ có 4.466 chuyến bay quốc nội và quốc tế, phục vụ hơn 755.000 lượt khách. Tổng số chuyến bay tăng 18%, tổng lượng khách tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022. Vietnam Airlines và Vasco, công ty thành viên của Vietnam Airlines, cung ứng gần 551.000 chỗ, tương đương gần 2.800 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Để mở rộng và đón dòng khách tiềm năng, ngày 1 tháng 5 chặng bay đầu tiên từ Seoul Incheon, Hàn Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai với tần suất 3 chuyến bay một ngày. Khoan khách A321neo của Korean Air bao gồm 174 ghế hạng phổ thông và 8 ghế hạng thương gia. Vietravel đón đoàn khách du lịch Campuchia kết hợp xem trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào tại SEA Games 32, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh với giá vé gần 3 triệu đồng một người. Đây là dòng tour ra mắt trong dịp lễ, đưa du khách hòa mình vào không khí rực lửa trên khán đài ngập tràn cờ đỏ sao vàng, tiếng reo hò và cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên tại SEA Games năm nay. Ngoài các tour du lịch đường xa, những tour gần đi về trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh giáp ranh như thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng được doanh nghiệp triển khai thường xuyên với nhiều mức giá ưu đãi từ 5 đến 15%.